hình ảnh thường tọa thích chân quang và angela phương trinh trên mạng là bị cắt ghép khoảnh khắc đại úy công an lao vào khống chế kẻ thảm sát gia đình họ hàng hai người thiệt mạng vì quay lại chữa cháy ở bình chánh cần cảnh tin trộm bình thản khoắn hai xe máy trong đêm Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lùm xùm xoay quanh cuộc sống và những bài thuyết giảng của Thượng tòa Thích Chân Quang. Một trong những ồn ào liên quan đến ông Thích Chân Quang khi xuất hiện hình ảnh của ông với nữ diễn viên Angela Phương Trinh với nhiều bình luận trái chiều Trước sự việc này, Đại đức Thích Toàn Chuẩn, đệ tử của sư Thích Chân Quang, đã lên tiếng đính chính về những tấm ảnh này. Theo đó, trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện nhiều hình ảnh, clip liên quan đến thượng tọa Thích Chân Quang cùng nữ diễn viên Angela Phương Trinh, hàng loạt bình luận liên quan đến các hình ảnh này, thậm chí có nhiều bình luận ác ý suy diễn về các hình ảnh, ca sĩ Phương Trinh và thượng tọa Trước những hình ảnh, clip và bình luận về những bức hình gây xôn xao đó, Đại Đức thích toàn chuẩn. Đệ tử, người thân cận có nhiều năm theo chân học Pháp Thường Tòa Thích Chân Quang đã cho biết thực hư về sự việc. Cụ thể, Đại Đức thích toàn chuẩn cho biết nhìn qua ai cũng biết là hình ảnh cắt ghép bịa đặt. Những hình ảnh trên đã bị suy diễn, bẻ lái nhằm hạ uy tín người tu sĩ và sư phụ. Vị đại đức cho hay một người xuất gia chỉ đơn giản nếu người ta cắt ghép, bỏ cái áo, ghép mặt. Đã là một sự xúc phạm lớn, Phật giáo có giới luật không được có mối quan hệ với người nữ. Điều này không thể chấp nhận được, rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ những thông tin trên. Theo Đại Đức Thích Toàn Chuẩn, nữ ca sĩ diễn viên Phương Trinh là Phật tử thường xuyên qua chùa lễ Phật theo các nhóm Phật tử. Còn lại các thông tin và hình ảnh trên mạng ghép với Thượng tòa Thích Chân Quang đều là rất ác ý. Đại Đức Thích Toàn Chuẩn cho rằng, việc Thượng Tòa Thích Chân Quang bị kỷ luật là liên quan đến thuyết giảng chứ không liên quan đến việc khác. Đại Đức mong muốn mọi người thật tỉnh táo có cái nhìn khách quan, đa chiều trước các thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng để tránh bị dẫn dắt theo kiểu lấp lẫn bởi một nửa sự thật thì không thể là sự thật. Theo thông tin đã đưa trước đó, Sư Thích Chân Quang đã chính thức bị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra kỷ luật trong vòng 2 năm. Sau khi nhận hình thức kỷ luật, ông Thích Chân Quang đã có động thái xóa hết các video thuyết giảng phản cảm trên kênh YouTube. Đồng thời, Thượng tọa Thích Chân Quang sẽ tạm đóng kênh YouTube Pháp Quang Sen Hồng để xử lý các thông tin. Ban trị sự giáo hội đánh giá đây là thái độ tích cực đáng ghi nhận của ông. Hiện những thông tin xoay quanh Thượng tọa Thích Chân Quang đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, một số đối tượng chống phá lấy đó để bôi nhọ, chế giễu gây ảnh hưởng đến xã hội. Trước mỗi thông tin đăng tải trên mạng, mỗi người cần thận trọng. Tránh đăng hay chia sẻ những thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận. Liên quan đến vụ việc anh họ thảm sát gia đình vợ chồng em họ khiến hai người tử vong và hai cháu nhỏ trọng thương ở Quảng Ngãi khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sau khi ra tay với người thân, kẻ này đã bỏ trốn và không hợp tác điều tra. Nhớ lại giây phút khống chế nghi phạm, đại úy công an kể lại hành động nhanh như cắt từ phía sau quật ngã kẻ sát nhân. Sáng 19 tháng 6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án mạng xảy ra tại thôn 4 xã Nghĩ Dõng, thành phố Quảng Ngãi làm hai vợ chồng anh LHT sinh năm 1979 và chị PTP sinh năm 1982 tử vong tại chỗ và hai con là cháu LHNI sinh năm 2018 và LHCN sinh năm 2020, bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Sau khoảng 30 phút truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Đình Thuyết, sinh năm 1967, đang cầm dao tìm cách bỏ trốn. Với kỹ năng của người cảnh sát, lực lượng chức năng cùng người dân đã tiến hành bao vây. Trong lúc hung thủ cầm dao cố thủ thì đại úy Trần Hoài An đã mưu trí nhanh chóng lao vào đối tượng Lê Đình Thuyết với động tác nhanh gọn chức khoát đại ý Trần Hoài An cùng với đồng đội đã khống chế tước vũ khí trên tay thuyết. Đoạn video vây bắt đối tượng nhanh chóng lan truyền trên mạng, hành động dũng cảm của đại ý Trần Hoài An được cộng đồng mạng hết sức khen ngợi. Như đã đưa tin trước đó, khoảng gần 6 giờ sáng ngày 19 tháng 6, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà anh Tê. Hàng xóm chạy đến thấy cổng vẫn khóa trong nhà có một người đàn ông lạ mặt, cầm dao đang đâm liên tiếp anh Tê. Mọi người la hét yêu cầu kẻ thù ác dừng tay. Lúc này thấy đông người kéo đến nên hắn hoảng sợ bỏ chạy ra khu vườn phía sau nhà. Theo một nhân chứng tại hiện trường cho biết, mọi người phá cổng không được nên leo rào vào nhà. Lúc này anh T nằm ngoài vườn, trên người có nhiều vết thương. Trong nhà là chị P đã tử vong, hai cháu nhỏ bị nhiều vết thương. Kẻ lạ mặt lúc đó bỏ chạy ra phía sau vườn. Nhiều người dân nói rằng nếu không có tiếng hét cuối cùng của anh T, có lẽ hai cháu cũng đã bị hung thủ quay trở vào nhà sát hại. Bởi lúc mọi người nhảy vào nhà vẫn còn thấy nghi phạm Thuyết đang cầm dao. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Lê Đình Thuyết là cháu ruột của cha ông Tê, có quan hệ anh em chú bác ruột với nạn nhân Tê. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông T và gia đình ông Thuyết từ trước nên ông Thuyết có ý định báo thù. Ngày 18 tháng 6, ông Thuyết từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn một con dao. Đến 21 giờ cùng ngày, người anh họ này đột nhập vào vườn nhà ông Tê và ẩn nấp trong vườn, chờ đến sáng hôm sau để gây ra vụ thảm sát trên. Vụ việc đau lòng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Trước đó cũng có nhiều vụ việc tương tự xảy ra để lại hậu quả thương tâm. Trước mỗi sự việc, các cá nhân cần nhìn nhận vấn đề một cách lý trí, không dùng hành động để giải quyết vấn đề, liệu rằng kẻ thủ ác trong vụ việc sẽ đối mặt với hình phạt pháp lý nào. Những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị. Xin được chuyển sang các thông tin khác liên tiếp các vụ cháy xảy ra. Mới đây tại một cơ sở làm nhang ở Bình Chánh bất ngờ cháy. Khói đen nghi ngút bốc lên, vụ việc khiến hai người thiệt mạng. Đáng chú ý hai nạn nhân là công nhân đã thoát ra từ trước nhưng lại quay lại để chữa cháy và không may qua đời. Cụ thể khoảng 14 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6, Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 2A 55, đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Thời điểm cháy, tại cơ sở có 11 công nhân đang làm việc trong nhà xưởng rộng khoảng 600 m2. Lúc này 9 người thấy cháy đã chạy thoát ra ngoài an toàn, riêng hai công nhân đã thoát ra nhưng lại quay lại để chữa cháy. Tuy nhiên không may nhà xưởng bất ngờ đổ sập, đè lên hai công nhân khiến các nạn nhân tử vong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh điều động 6 xe cùng 33 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Một lúc sau, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn vụ cháy. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong cơ sở bị cháy hoàn toàn. Trong đêm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được một thi thể nạn nhân, một người còn lại mất tích và tìm thấy được sau đó. Hai nạn nhân tử vong được xác định là anh HTH 37 tuổi và anh LQV 46 tuổi. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 300 trên 600 m2 diện tích nhà xưởng, chưa ước tính được thành tiền. Cảnh sát đã bảo vệ được diện tích còn lại của nhà xưởng và ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân liền kề. Theo xác minh, địa điểm xảy ra cháy thuộc hộ kinh doanh Trương Kim Yến là cơ sở sản xuất bột nhang thuộc phân cấp quản lý của Công an huyện Bình Chánh. Công trình có kết cấu xây dựng tường gạch mái tôn, có một lối thoát nạn ở cửa chính, một lối thoát nạn phía sau thông qua nhà dân. Cơ sở xảy ra cháy có trang bị 16 bình chữa cháy sách tay các loại. Cơ sở có mặt trước, tiếp giáp với đường Trần Văn Dầu, có chiều rộng khoảng 20 m vuông, ba mặt còn lại tiếp giáp với nhà dân. Hiện vụ cháy đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Mùa hè nóng bức là thời điểm rất dễ gây ra cháy nổ. Mỗi cá nhân hộ gia đình kinh doanh cần nâng cao kỹ năng trong việc phòng cháy, chữa cháy, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản. Thông tin từ Công an Phường Bình Hòa, thành phố Thuận An về việc hai tên trộm ngang nhiên các ổ khóa nhà dân trong đêm, lấy đi hai chiếc xe tay ga đắt tiền, toàn bộ sự việc được camera ghi lại hành vi manh động, vô cùng tinh vi của chúng. Theo đó, gần 3 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 6, hai đối tượng chở nhau bằng xe máy tới trước căn nhà trong hẻm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Sau đó, một đối tượng đứng cảnh giới, đối tượng còn lại dùng dụng cụ cắt ổ khóa cổng của nhà dân. Sau đó, đối tượng vào trong dắt ra một chiếc xe tay ga hiệu SH1 rồi tẩu thoát. Nửa tiếng sau, hai đối tượng quay lại tiếp tục lấy thêm một chiếc xe tay ga hiệu E-Black Trước khi rời đi, tên trộm vẫn bình thản đóng cửa dùm gia chủ. Vụ việc chỉ được phát hiện khi sáng ra chủ nhà thức dậy phát hiện hai chiếc xe tay ga đắt tiền đã không cánh mà bay. Còn ổ khóa bị vứt bỏ trước cửa. Vụ việc sau đó được trình báo cho công an phường Bình Hòa tiếp nhận điều tra.